Về, xin chào các bạn. Chúng ta cùng về với hiện trạng của bình thường mới và bắt đầu được đi ngao du cũng như đi chơi với xế yêu của mình. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin giới thiệu các bạn một chiếc xe mà chúng tôi đã từng làm video clip rồi. Đó là chiếc xe GLS 450. Và cái quan trọng rằng là đây ấy, thì khi chúng ta có một chiếc xe GLS 450 thì có số 2 nhu cầu. Một là có thể lên hình nhất bên ngoài thành GLS Maybach 600 và có thể lên cả bên trong. Nhưng với những chủ xe mà cần đa dụng 7 chỗ thì vì quá mê chiếc GLS Maybach S 600 thì người ta đã muốn làm bên ngoài nhưng bên trong thì giữ nguyên. Và đây là một trong những chiếc chúng tôi đã làm. Khi làm nên thì tất cả mặt ga lăng rất đẹp. Phải nói là bộ cái mặt ga lăng này nó có những cái đường nét mà chúng ta gây ấn tượng ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên. Chứ Maybach cũng được đây. Và đây các bạn ạ, là đằng sau lưng là bộ radar của Digitech Plus cũng như là Hi-Pa-P tự vận hành lái cấp độ 4 của Mercedes. Tất cả toàn bộ logo là logo chính hãng các bạn nhé. Nhìn rất là tinh xảo và cực kỳ đẹp. Từng gân chữ một. Thì hôm nay chiếc xe này thì tôi đã làm cái body bên ngoài. Cái body bên ngoài thì các bạn nên ưu tiên khi mà sơn ấy, thì chúng ta sơn trong hãng. Thì cái mã sơn và toàn bộ máy pha sơn là rất là chuẩn. Thế nên là giữa cái body mà mình mới thay cộng với cả phần trên mà zin thì nhìn gần như là màu là 100% tương đồng chứ không có lệch lạc gì cả. Nhưng mà nếu gara ra ngoài mà những gara mà nó chưa được kinh nghiệm nhiều cũng như máy móc cũng chưa đầy đủ thì cái pha cái màu sơn nó sẽ bị lệch mất cái màu zin nguyên bản của xe đi, sẽ làm xấu với xe. Và đương nhiên là bộ body mình mua cũng phải chất lượng nhựa, là nhựa PP, là nhựa tốt nhất, dẻo nhất, mình có thể uốn đạp cũng không bao giờ gãy vỡ, thì lúc đó mới lên được cái hình thức nó gọn ghẽ và đẹp như thế này, tinh xảo từng đường nét một. Thứ hai là chúng ta sẽ có gì ạ, bậc bước chân cực kỳ tiện lợi. Ví dụ như nhà mà có trẻ con, khi đi lên thì phải có cái này thì trẻ con nó mới vào xe được, chứ không có thì thậm chí là người già không thì cũng không bao giờ mà rất là khó khăn để bước lên chiếc xe mà sấp cao như chiếc xe này với bộ mâm toàn từ 21 cho đến 23 inch. Cái bộ mâm này thì là chúng tôi đã đặt về chỗ chiếc xe này nhưng mà về quá muộn nên là phải mất 60 ngày chuyển từ Đức về thì mới về được bộ mâm 23 inch. Thì hôm tới khi về lắp cho xe chúng tôi sẽ quay lại chiếc mâm để cho các bạn nhìn. Với hình thức như thế này thì chúng ta xem toàn bộ đằng sau từ chiếc logo này. Hệ thống ở đằng sau chúng ta có thể nhìn đây, toàn bộ mô làm rất là đẹp. Ok. Còn đâu nội thất thì các bạn biết rồi đấy. Chúng ta vẫn giữ nguyên thôi, không có gì thay đổi cả của một chiếc GLS. Boom meter, chỉnh ghế trước, chỉnh ghế sau. Vẫn để lại khoang sau là 7 chỗ. Hy vọng là đợt tới sẽ lắp tiếp một chiếc tablet cho xe này nữa thì là tuyệt vời. Người ngồi sau sẽ được hưởng toàn bộ những thứ mà gọi là không cần phải lái xe, hưởng thật sự thực thụ và điều khiển toàn bộ hệ thống điện trên xe. Vậy thôi, một chiếc GLS rất bình thường. Nhưng mà ra đường thì vẫn là GLS Maybach nhưng vào bên trong vẫn cứ đủ 7 chỗ cho chúng ta ngao du. Hy vọng rằng các bạn sẽ có những cuộc đi chơi thật vui vẻ sau dịch vừa rồi. Xin cảm ơn.